Hello các bạn, mình đang ngồi tại một cái góc đường. Đây, góc đường cũng có bài học cho các bạn nè. Các bạn đừng có khi dễ cái bài học này nhé. Cái bài học này cũng khá là quan trọng lắm, mà nó giúp cho người mới có được một cái kiến thức cơ bản, xây dựng một cái nền tảng lâu dài để chúng ta có thể bước vào cuộc chơi điện tử. Ok, let's go. Hey, xin chào tất cả các bạn, các bà con, cô bác. Thì những người yêu điện tử cơ bản mà các bạn chưa có nắm rành về cái bộ nguồn ổn áp như thế nào, thì hôm nay thì thầy Mò sẽ hướng dẫn cho các bạn cái lắp bộ nguồn ổn áp nha. Thì các bạn dùng 4 con tungsten là các bạn có thể biến đổi nguồn điện từ 12V xuống 5V hoặc là 24V xuống 12V, tùy theo các bạn muốn lấy nguồn là bao nhiêu. Ví dụ như các bạn muốn sạc điện thoại di động mà loại nhỏ chơi cho vui đó, hoặc là lấy 5V để làm một cái gì đó để đốt bóng đèn led, để thắp bóng đèn led, hoặc là 12V thắp bóng đèn led, thì các bạn sử dụng 4 con diode. Thì đây là cái màu vàng nè, là cái cuộn quấn vòng vòng đây là cái tăng phô. Tôi ví dụ như các bạn có một cái cục tăng phô khoảng 12V, thì các bạn muốn nắng ra nguồn ổn áp 5V hoặc là 12V để sạc pin, sạc đồ này kia đó, muốn làm cái gì đó, thì các bạn nhìn cái sơ đồ này là một cách đơn giản nhất mà tôi sẽ hướng dẫn tường tận cho các bạn ha. Rồi bây giờ mình bắt đầu bài học nha. Đầu tiên là các bạn dùng 4 con diode. Ví dụ như bây giờ trong đây là có nguồn 24V, các bạn ổn áp ra cái nguồn là 7805 và 7812, thì các bạn dùng 4 con diode. Thì đấu cái cách đấu 4 diode thì đầu cái đầu cộng và đầu trừ thì các bạn đấu chung với nhau như thế này. Và hai cái đầu cộng thì nó sẽ trở thành cái đầu trừ, và hai cái đầu trừ trở thành cái đầu cộng. Và cái đầu cộng và cái đầu trừ ngay chỗ điểm này thì nó sẽ kết nối vào con tụ để nó lọc nguồn. Và cuối cùng thì cũng phải ra hai cái đường, đó là đường âm và đường dương thôi. Ví dụ như bây giờ 12V qua cầu diode thì nó cũng vẫn là 12V, nhưng nếu qua cái tụ thì nó lại căng hai lên, thì nó lên được khoảng 16-17V gì đó. Thì bây giờ các bạn dùng một con IC ổn áp, các bạn lên trên mạng search IC ổn áp thì các bạn mua về. Thì con IC ổn áp thì nó có 3 cái chân. Cái chân một đầu tiên là đi vào, là điện thế đi vào. Cái chân giữa là các bạn đi về mát, đấu về mát. Và cái chân out là cái chân ra nguồn. Các bạn muốn cái con này là 7805 thì nó ra 7805. Còn các bạn muốn 7812 thì nó ra 7812. Như vậy thì các bạn muốn 7824 thì nó ra 24. 78 bao nhiêu thì nó ra là số điện của các bạn mong muốn. Đúng không? Rồi cái vế thứ hai cũng vậy, y như vậy thôi. Thì các bạn có thể thay đổi cái con IC này. Con IC này thì các bạn lên trên mạng bằng con search, đó là tìm kiếm là 7805 hoặc là 7812, cái điện thế của các bạn mong muốn. Thì đây là một cái mạch điện đơn giản nhất mà các bạn có thể lấy nguồn ra. Rồi từ từ các bạn xem cái video này, rồi các bạn hãy bấm follow theo dõi để mình sẽ làm cho một cái mạch điện nữa, đó là muốn biến ra điện mong muốn của mình luôn. Mong muốn là bao nhiêu volt điều ra, bao nhiêu volt có thể là mình tinh chỉnh được, có thể là mình cố định được, mà 3V, 4V, 5V, 7V, 6V hoặc là 12V, 24V có thể là mình tinh chỉnh được, hoặc là mình cố định luôn bằng zener. Thì mạch điện sau này sẽ phức tạp hơn, thì các bạn phải nắm mạch điện này cho nó rõ ràng, cho nó rành mạch, rồi các bạn mới có thể làm được mạch điện phức tạp hơn. Đừng khinh thường những cái mạch điện đơn giản này, các bạn phải tập đi tập lại nhiều lần. Thì con diode và cái con 7805 này các bạn có thể lấy một cái bo của vi tính cái bo mà vi tính cũ đó, hoặc là một cái bo nguồn nào đó bỏ đó, để các bạn lấy ra để những linh kiện này nó có sẵn hết, các bạn khỏi phải đi mua. Thì đây là một cái video khá là hay mà cho những người mới bắt đầu vào cái cuộc chơi điện tử. Thì các bạn từ từ tập luyện thì các bạn có thể biết được từ cái thấp lên cái cao nha, đừng có đốt cháy giai đoạn. Đây là một cái video dành cho các bạn mới vào rất hay, các bạn phải luyện tập hàng ngày. Thì đây cũng muốn là chia sẻ cho các bạn cái mạch nguồn này, nó đơn giản thật sự. Nếu các bạn có quan tâm thì hãy đăng ký kênh để theo dõi. Còn các bạn nào muốn học online mà trực tiếp mà học kèm học thì các bạn có thể alo ở phần giới thiệu của kênh, các bạn tìm. Rồi các bạn phải học cái bài linh kiện. Có nhiều bạn nói là thầy ơi em bắt nguồn từ đâu, bắt đầu từ đâu để học điện tử. Thì xin thưa với các bạn bắt đầu vào cái danh sách linh kiện đó, các bạn học con linh kiện, biết cách đo của con linh kiện nó còn tốt hay là nó hư rồi, còn tốt hay là nó hư, để các bạn biết được cái đường đi của nó, cái đầu của nó, cái chân của nó là chân gì, và cái đường đi của nó như thế nào, thì các bạn có thể biết được
rõ về linh kiện trước, rồi các bạn mới đi vào cái mạch điện đơn giản, lắp đặt những mạch điện đơn giản sau. Như vậy thì chúc các bạn thành công nha.